người và mình là Trâm Ngô. Những bạn nào mà theo dõi Trâm từ trước thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết được là Trâm là một người rất là thích đi tìm những cái địa điểm đẹp để mà chụp hình up lên Facebook, đúng không nè? Thì hôm nay Trâm cũng đã vừa tìm ra được một nơi được là lý tưởng, mà hồi tuần trước là Trâm có qua nhà bạn của Trâm chơi, thì vô tình biết được là ở khu đô thị Vạn Phúc có một nơi rất là thú vị. Mà nếu các bạn muốn biết điều thú vị đó là gì thì hãy đi theo Trâm nha. Bây giờ chúng ta đi thôi. Đi đi đi. Rồi, mọi người đi cùng Trâm nha. Let's go. Trước mắt của các bạn đó chính là khu công viên Happy Garden. Và mình có nghe bạn của mình nói là ở khu này được chia làm 3 khu. Đầu tiên là clubhouse, hồ bơi cũng như là công viên vui chơi giải trí. Các bạn có thấy không? Các bạn có biết ở đây có điểm gì đặc biệt không? Tại vì ngôi nhà này được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà đặc trưng ở hòn đảo Santorini, mà đó là một nơi du lịch vô cùng nổi tiếng luôn. Đặc biệt là có hai màu trắng và màu xanh. Hai màu này thì thiết kế theo kiểu style Địa Trung Hải đó mọi người, cho nên là mình nhìn không khí ở đây cực kỳ thoáng mát, trong lành và gần gũi với tất cả mọi người. Đặc biệt mình lại yêu thích những cái tông màu như thế này nữa. Thôi bây giờ thì các bạn hãy cùng Trâm đi lên sân thượng để xem có gì ở trên đó nha. Let's go. Ta-da, và đây là sân thượng của khu clubhouse. Đi đi qua đây. Ở đây thoáng mát thiệt sự luôn. Khoảng ở dưới rất là nhiều. Có thể nhìn xuống thấy được hồ bơi nữa. Ví dụ như mà buổi tối mình lên đây mình ngồi, mình sẽ thấy được cây xanh nè, rồi nhìn xuống là view hồ bơi. Bên cạnh đó thì mình sẽ còn có thể là ngồi ngắm những cái ánh đèn lãng mạn một chút. Bên cạnh đó mình còn có thể uống được một ly cocktail chiêu 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 chiêu. Thật là thoải mái đúng không mọi người? Các bạn có thể tận dụng hết những cái view ở đây để mà giải tỏa những cái căng thẳng mệt mỏi của mình trong ngày làm việc vừa qua, đúng không nè? Trâm thì cảm thấy là chắc là mình nên qua đây nhiều hơn một chút để mà mình giải tỏa mọi cái căng thẳng của mình. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi xuống khu hồ bơi. Mình sẽ quay khu hồ bơi cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ Trâm xuống trước. Nhớ follow nha. Đi. Ta-da. Và bây giờ chúng ta đã đến khu hồ bơi rồi. Ở đây thì cũng được chia làm hai hồ. Hồ thứ nhất là dành cho người lớn, hồ thứ hai là dành cho trẻ em. Và hồ dành cho trẻ em thì cực kỳ là an toàn. Mọi người có thể yên tâm cho các bé tắm bởi vì ở đây có cái độ sâu vừa phải thôi, vô cùng an toàn luôn. Còn hồ của người lớn thì mình phải nói là cực kỳ giống cảm giác mình đang ở biển á. Bởi vì sao? Bởi vì đây tinh tinh. Bởi vì ở đây có nguyên một hàng ghế và dù nữa. Khi mà mình tắm xong mình có thể mệt đúng không? Mình lên ghế mình nằm, hoặc là mình ngồi mình nghỉ. Bên cạnh đó mình có thể order một ly nước hoặc là một trái dừa tươi, ngồi uống giống như cảm giác như mình đang ở khách sạn hoặc là resort 5 sao cao cấp gì đó. Trâm cảm thấy thích những cái không gian mà vô cùng thoải mái như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì mình nằm ở đây mình có thể nhìn ngắm được mọi người bơi. Rồi nhìn ngắm được cây xanh, không gian mở rộng, thoải mái và đặc biệt là rất là thiên nhiên. Các bạn có thể xả stress ở đây. Trâm nghĩ là bây giờ Trâm sẽ nên tranh thủ thời gian để mà mình đi xả stress ở đây mỗi tuần. Vừa có view đẹp, vừa có cảnh đẹp, vừa có không gian yên tĩnh lại sang trọng như thế này thì ngại gì mà các bạn không tới đúng không? Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một địa điểm cuối cùng cực kỳ là thú vị. Rồi mọi người đi theo mình nha. Đi thôi. Ta-da, và đây là khu vui chơi mà Trâm muốn để dành đến cuối cùng mới nói cho các bạn biết. Bởi vì sao? Bởi vì mình rất là thích khu này. Ở đây có cầu tuột, bập bên, rồi xích đu, tất cả mọi thứ luôn. Thật sự thì hồi trước Trâm lúc còn nhỏ Trâm rất là mê là mình sẽ có được một cái khu vui chơi như thế này để chơi. Nhưng mà thật sự thì lúc đó những cái điều kiện, những cái khả năng mình không thể tiếp xúc được những cái này. Còn bây giờ chắc chắn là các bé sẽ rất thích khi mà mình được đến đây để chơi đùa.
Đặc biệt những người lớn sẽ an tâm hơn khi mà cái sàn này được lót bằng cao su, các bé chơi sẽ không bị va chạm, bị chấn thương nè, hay là chảy máu gì đó. Và Trâm cực kỳ thích những cái nơi mà thoáng mát, có cây xanh như thế này, rất là phù hợp cho các bé luôn. Rồi bây giờ chắc là mình đi chơi thử một vài cái. Và những gì mà Trâm đã chia sẻ cho các bạn biết là những điều mà Trâm khám phá được trong tuần vừa rồi. Thật sự thì rất là thú vị đúng không? Đặc biệt là những bạn nào yêu thích những cái được gọi là về nghệ thuật hoặc là tìm kiếm những cái view để chụp hình sống ảo thì hãy đến đây. Các bạn không cần phải đi du lịch ở đâu xa hết, hoặc là không cần phải đi resort ở đâu xa hết, mà hãy đến đây, khu đô thị Vạn Phúc. Chắc chắn là trong khoảng thời gian tới thì Vạn Phúc sẽ thực hiện, hoàn thiện được những cái dự án tầm cỡ của mình. Và Trâm hy vọng là Trâm sẽ trở lại đây để có thể quay thêm được nhiều video review các cái chỗ đẹp như vậy cho các bạn nữa. Và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo nha. Tạm biệt.